Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Khởi tố người đàn ông xưng ban chỉ đạo quận 7 gây náo loạn siêu thị. Người đàn ông xưng ban chỉ đạo quận 7 gây náo loạn siêu thị bị khởi tố về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Chiều mùng 1 tháng 9, ông Võ Khắc Thái, bí thư quận ủy quận 7 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Hữu Nhân, 41 tuổi, ngụ quận 7, để điều tra hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo điều 339 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 8, ông Nhân cầm trên tay một tấm thẻ, tự xưng là bạn chỉ đạo quận 7 liên tục quát tháo nhân viên bán hàng, nhân viên bảo vệ của một siêu thị trên địa bàn phường Tân Phong, quận 7. Người đàn ông này có thái độ hung hăng, đòi kiểm tra giấy tờ của nhân viên bảo vệ và dọa gọi cho công an quận 7 xuống giải quyết nếu không được vào mua hàng. Điều đáng nói, người này bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19 tháo luôn khẩu trang đang đeo, thách thức nhân viên siêu thị chụp hình. Clip vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, đa số cộng đồng mạng chỉ trích thái độ hung hãn của người đàn ông. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định ông nhân không phải công chức viên chức và cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7. Thẻ công vụ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 mà ông Nhân sử dụng là do người bạn đưa cho để thuận lợi đi lại. Hoàng Thuận